Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh hàng nhập nội địa Kim Loan ạ. Hôm nay em lên một số chảo inox hàng thanh lý của hãng Vita, một số chảo chống dính hàng thanh lý của hãng Shop Japan và một số chảo hàng đã qua sử dụng. Anh chị mua hàng thì thanh toán cho em giá em ghi cụ thể trên từng mã. Đối với chảo inox và hàng thanh lý, hàng mới chứ chảo chống dính màu vàng thì mua trên hai mã thì em free ship. Một mã chuyển khoản thì em free ship ạ. Còn đối với hàng đã qua sử dụng thì mua 3 mã thì em free ship, 2 mã chuyển khoản thì em free ship, 1 mã chuyển khoản thì cộng 20.000 tiền ship ạ. Còn ship code thì anh chị thanh toán ship ạ. Đầu tiên em lên mã F1. F1 cái lồng nó hơi xước một xíu. Lồng nó hơi bẩn một xíu nha anh chị. Nó bị bám dính dơ cho nên nó sẽ hơi tối màu một xíu. Cái này là chảo có nắp của hãng Vita, cán thì nó có qua màu đen nha anh chị. Của Vita dòng Miami. Mòng Miami 5 lớp, sản xuất tại Mỹ, hàng xuất Nhật. Cái chảo này size của nó là 20, rộng 20, dài sâu là 6,8, nặng 1 ký là cái này. Hàng này có thể chống dính nha anh chị sử dụng thì nó vẫn chống dính, nó không chống dính nhiều như giống như chảo mới mà hàng có chống dính, nhưng mà nó vẫn chống dính tốt ạ. Này sử dụng thì bền, sử dụng được bếp từ. Sử dụng được tất cả các loại bếp. F2 950. Cái này cái nắp nó ở trong lòng bị xước ạ. Trong lòng cái nắp bị xước, còn ở ngoài thì còn đẹp nha anh chị. Trong lòng thì bị xước, ở ngoài đẹp. Cái ở trong lòng nó đẹp. Sâu lòng của nó là 20, đường kính là 27. Sâu lòng là 5. Nặng 1600 g. Này cái nắp nó hơi xước xíu, còn ở cái chảo thì khá là đẹp. Dòng New Magic Steel, dòng Multi Fly Steel Made in USA. Ít xước, hầu như không có xước. Này là hàng thanh lý, lỗi hầu như là thường là sẽ là vết xước hoặc là vết cấn, hoặc là nó cũng có nhiều lỗi anh chị, hoặc là nó hơi xước nhẹ là nó người ta thanh lý rồi. Hàng chất lượng 5 lớp là cả trên vành luôn anh chị. Nặng 1,6 kg rồi nha, rất là nặng cả nắp ạ. F3 cái này 700, cái miệng của nó cong ra thế này, trong lòng rất đẹp ạ. Đường kính là 22,5, sâu lòng 6,5, nặng 950 g. Vita dòng Necromium Steel Made in USA ạ. Nồi đầm tay đẹp và sử dụng bền. F4 950, cái này có thể bấm vào và rút ra được. Cái cán của nó như thế này, cán của nó thiết kế vậy, còn mình cầm thì bình thường nha anh chị. Nó hơi cao cái này lên xíu thôi, cái bê ra thì cao xíu này. Chỗ này nó có một cái để vặn cái cán nữa, nhưng mà hàng về là nó thanh lý là không có cái cán bên này nha. Cái này 950, nặng 1650 g. Dòng Ultra Fly, cái này em bán 900, em sell 900 thôi nha.
Ultra Fly Made in USA. Cái ốc này anh chị hầu cái ốc này nó hơi lớn một xíu. Dòng F5 California. Cái tay cầm này anh chị Vita, tay cầm này người ta hàng tích vào á. Nhưng mà cái này giống như Việt Nam hay là em không biết là bên đó nó hàng xong rồi nó lệch hay sao. Cái này nó hơi lệch một xíu sao. Nó không được vuông góc, người ta không có xử lý cái chỗ này luôn. Nó còn cái hơi xấu một xíu, nhưng mà trong này không bị lủng nha. Không bị lủng trong này đâu. Ở trong lòng thì vẫn còn đẹp. California 5 lớp. Cái này cả nắp, cả tay cầm thì nó chống nóng rồi. Hàng này thì tất nhiên nó sẽ chống nóng. Những cái hàng này đều nấu được bếp từ. Cái nắp của nó thì rất là đẹp. Nắp này không có đậy vừa mấy cái kia đâu. Mấy cái vừa này. Mấy cái kia không nắp là nó không, bên em không có nắp vừa cho nên bán không nắp. Cái này là 800 nghìn. Cái này em có một cái thôi. F6 330 nghìn. Này em về thì nguyên lô, cũng có số lượng, cũng có giới hạn. Nấu được từ ạ. Cái này nấu được từ, nấu được tất cả các loại bếp. Ở ngoài là chống dính luôn nha anh chị. Ở ngoài là thành phần của nó là nhôm, ở dưới này là có thể nấu được từ, chống dính ở cả bên trong và bên ngoài. Cái men của nó là men trắng rất là sạch sẽ. Trong lòng này hầu như là không có vết xước. Này 330, nặng 700 gram, đường kính là 19, sâu lòng 8 xăng. Ở ngoài đây cũng chống dính luôn nè. Anh chị vệ sinh rửa rất là sạch nha. Ít bám dầu mỡ. F7. Cái này là hàng đã qua sử dụng. 280, nặng 550 gram, đường kính 20,5, sâu lòng là 4 xăng. Vành nó chống dính đây, nó hầu như nó không bị dơ. Hàng đã qua sử dụng nè anh chị, hầu như nó không bị dơ, thành phần của nó là nhôm, chống nấu được bếp từ. Ở trong lòng á, men của nó màu trắng thì mình sử dụng thời gian thì nó ngã vàng chứ hầu như nó không bị sút gì, chống dính rất là tốt. F8 360, nặng 1 kg, đường kính 29, sâu lòng 5 xăng. Có vài vết xước cho anh chị, hàng về người ta không có bọc lại cho nên nó cấn vào nó có vài vết xước nè. Cái này bán 360, chống dính bên ngoài. Cái này là của hãng Seraphic ạ. Seraphic Genius, hàng sản xuất tại Nhật nha anh chị. F9. Này có vết nè, nó hơi cấn nè. F9 này em bán 350 cả tay cầm ạ. Tay cầm không bán rồi. Đường kính nó là 29, sâu lòng là 5, nặng 850 gram. Cái này cũng của Seraphic luôn anh chị. À, người ta khuyên nên nấu lửa ở dưới này thôi, không nên nấu quá lớn ở trên, ở hai bên này thì cái hướng dẫn sử dụng thôi. Ở bên vành, ở bên này thì nó có hơi xước một xíu nè. Cái chỗ này là chỗ gắn cán anh chị, mà rớt cái cán ra thì em kẹp, anh chị kẹp ở đây thì nó sẽ thẩm mỹ hơn, nó không thấy. Tại em kẹp ở ngoài để cho anh chị nhìn thấy cái bếp này nè. Hàng này sử dụng rất là sạch nha anh chị. F10 350, nặng 1 kg, đường kính 29, sâu lòng 5 xăng. Cái này nó có cấn chỗ này nha anh chị, cấn chỗ này, nó cấn sâu chỗ này thôi, còn những cái này là vết xước nhẹ.
Những cái này với xước nhà em có sử dụng một cái nha chị, không, nó không bị dính những chỗ này đâu. Nó xước cho nó không có bị dính đâu. Thành phần nhôm nó cũng đã chống dính rồi, mà cái đó nó hơi xước thôi. Cerafix, cái này quay xung quanh cho anh chị xem. Hàng về hơi xước cho nên em bán giá rất là mềm. F11 250. Cái chảo nặng 450g, dài là 18, ngang là 13,5, sâu lòng 3,5, men hầu như không xước gì ạ. 250, có nấu được bếp từ. Có nấu được bếp từ ạ. F12 200, đường kính dài là 18,5, rộng 13,5, sâu lòng 3,5, men rất đẹp ạ. F13 400, nặng 550g, đường kính 21, sâu lòng 4 cm, chảo đá. Cái này em nấu được bếp từ ạ, của ấy, của Ballerina, Bali, em quên tên. Cái này là em gắn cái cán rời nha anh chị, cái cán mua ở ngoài gắn vào thì nó sẽ không có khít chỗ này được, tại hàng về là không có cán. Nấu được bếp từ này 400. F14 chảo Tefal ạ, chảo Tefal 250, cái F14 nhỏ này không nấu được từ, chống dính hai mặt, nặng 500g, đường kính 20, sâu lòng 4,5, men còn đẹp ạ. Ở ngoài thì nó hơi xước hơi xấu một xíu nhưng mà men ở trong lòng thì đẹp nha. Cái F15 là bộ này 2 cái 600 ạ, có tay cầm luôn. Cái riêng cái chảo lớn là 650, đường kính 27,5, sâu lòng 6 cm. Này 2 cái này có vài vết xước nè, xước bên này, chảo này xước nha anh chị, ở ngoài thì cũng ok. Cái tay cầm dùng cho được 2 cái luôn. Cái nồi nhỏ cũng không nấu được từ ạ, nấu được bếp ga hồng ngoại. F15 sẹt 2, nặng 330g, đường kính nó là 17,5, sâu lòng 8 cm. Cái nồi nhỏ kho cá, chống dính, trong này có vết nhỏ thôi. Màu của nó, màu men của nó rất là đẹp nhìn chị, chống dính hai mặt. Cái kẹp này mình có thể sử dụng cho tất cả các nồi tiêu pha nhà mình có luôn. F16 350, có tay cầm, nặng 500g, đường kính 25,5, sâu lòng 4,5 cm. Trong màu men rất đẹp anh chị, ở ngoài cũng chống dính rất là đẹp, không nấu được từ, nấu được bếp ga hồng ngoại. Những cái tay cầm này thì chắc nha chị, nó lắc nó kêu như vậy á, nhưng mà nó có cái thế của nó sẽ không rớt được. Tất cả tay cầm của Tefal đều rất là chắc chắn, tại cái vành của nó, cái vành miệng nó đã thiết kế như vậy rồi, thiết kế cong ra rồi. F17 350, cái này trong lòng rất là xước, trong lòng nó xước nha anh chị, em bán giá là rất là mềm luôn. 350 là cả tay cầm này, nặng của nó là 1 kg rồi, đường kính 27,5, sâu lòng 5,5 cm. Cái này nấu được từ ạ, technology Ingenio gì ạ, hàng này là công nghệ của Pháp, nấu được bếp từ rất là nặng. 307 cả chảo. F18 150, F18 150 cái này ạ, đường kính 21,5, sâu lòng 4 cm, nó có hơi xước một xíu anh chị, nó xước chỗ lỗ này, còn xung quanh này thì nó không có xước. Chảo nấu được bếp ga hồng ngoại, không nấu được bếp từ.
Ở ngoài thì đẹp, ở trong thì hơi xước. Chảo Tifan F19-300, nặng 750g, đường kính 27,5 sau lòng 4. Nấu được tất cả, không nấu được bếp từ. Nó cùng cái dòng Tifan, cái đế màu vàng. Anh chị có thể mua theo bộ của nó anh chị ạ. Cái này hơi xước một xíu ạ. Nơi có hơi xước. Tifan F20. Cái trong lòng này đẹp hơn cái kia nha. Cái này bán 400. Đường kính 29,5 sau lòng 4,5, nặng 800g. Ở ngoài này nó có cái biểu tượng, biểu tượng của nó chút ở trong đồng quá ha. F21 Tifan. Có vài vết xước, hàng Tifan nó cũng hay bị xước ở logo này. Do vấn đề vận chuyển hoặc là sử dụng gì đó không biết. Cho vận chuyển nó cũng hay xước lắm. Đường kính 29,5 sau lòng 5,5, nặng 950g Tifan. Không nấu được bếp từ. F22 208, nặng 1550g, đường kính 28,5 sau lòng 7,5. Này nó có, cũng có vết xước nha anh chị. 208 cái này ạ. Rất là lớn á, chảo rất là lớn ạ. Tifan Made in France ạ. Cái này nấu được bếp từ luôn ạ. F23 bộ này ạ. Bộ 650. F23 sẹt 1. F23 cây số 1 và số 2, 2 cái nè. 700, cái này nặng 750g, đường kính là 30 sau lòng 5,5 cm. Cái men này thì nó bền hơn nha anh chị. Đấy, men này nó cũng đẹp. Hàng này không nấu được bếp từ. Bộ này thì 650. Cái F23 số 2. Tay cầm này dùng cho hai cái luôn anh chị ạ. Tay cầm của Tifan luôn ạ. Hai cái này là ở ngoài, men ở trong nó cũng có hơi xước nhẹ thôi. Cái men này thì nó chắc rồi, rất là cứng rồi. Men này rất là cứng, rất là chắc. F24. Cái này hơi xước ạ. Bán 207, đường kính 27,5 sau lòng 5,5, nặng 850g. Có vài vết xước, có xước, nó hơi xước nha anh chị. Xước ở đây là chắc do vệ sinh, cho bên đó nó xài nó xong nó vệ sinh đó. Ở ngoài thì rất là đẹp nha anh chị. Hàng nấu được, không nấu được bếp từ. Rất là đẹp ở ngoài, cái hiệu ứng của cái này quá là đẹp. Made in France. F25. Cái men nè, cái men nó không được đẹp lắm nha anh chị. F25 250, đường kính 27,5 sau lòng 5,5 cm. Này nó bị dính dơ nè, chứ không vệ sinh hết nè. Còn cái trong lòng thì nó có hơi xước, men nó hơi nổ rồi một xíu nè. Cái này bán 250. Thôi cái này nó xấu quá, em sale đi. Sale lỗ cái này nha anh chị, sale lỗ cái này là 200 luôn. Anh chị đặt mua anh chị nhớ nhắc em cái giá nha, tại kiểm sale trong video là em không có nhớ được. Tại em chụp hình là chụp hình trước rồi. Cái này nó có vết xước nhẹ đây, 300. F26 nặng 1,1 kg, đường kính 28,5 sau lòng là 8 cm. Xung quanh men rất là đẹp, ở trên giữa là màu hơi vàng, có hơi tóc xíu. Nấu được bếp từ Tifan Made in France. Nấu được bếp từ. F27. Cái này bộ, này bộ của Tifan có tay cầm. F27 sẹt 2, nặng 500
550g, 500g, đường kính 19,5, sâu lòng là 9 xăng, màu men rất là đẹp, rất là mới anh chị, cái này là gần như mới luôn nè, tay cầm của Tiffany luôn. 800 bộ này ạ. Cái nhỏ hơn nó cũng chung kiểu đó, kiểu này là nó kiểu nó hơi lồi lõm nha anh chị, chứ không phải là nó bị bong cái men đâu, men còn rất đẹp, hàng rất mới. Này Tiffany, cái này là đường kính 23,5, sâu lòng 5, nặng 450g. S28 250, men hơi màu vàng xíu, nặng 700g, đường kính 25,5, sâu lòng 5,5 xăng, 250 cái này ạ, của Tiffany, Make in France ạ, không nấu được bếp từ ạ. S29 600, cái này nặng 1kg, 050g, đường kính 27,5, sâu lòng 5 xăng, cái này men còn đẹp, hàng mới chưa qua sử dụng anh chị. Tiffany, cái kiểu này giống như là hồi trước Tiffany em có bán một cái Induction Technology nè, Technology của Tiffany, thì hàng này hình như là sản xuất tại Trung Quốc nha anh chị, công ty Pháp sản xuất tại Trung Quốc, nó không có ghi Made in France, nấu được bếp từ, hàng mới. S30 550, cái này của Ballerina, Ballerini, hàng này của Ý, men chạm đá có một vết chỗ này, dài nặng của nó là 1150g, đường kính là 29, sâu lòng là 5 xăng, 4,5 xăng, tay cầm là tách nhiệt nha anh chị, nó inox nhưng mà nó tách nhiệt, hàng nấu được bếp từ, men đá chống dính cả trong lẫn ngoài, cái này 550. S31 này Vita Grab, Vita hàng chống dính, Vita sản xuất tại Mỹ nè anh chị, cái Vita mà em bán lúc đầu nè, cái màu men của nó trên đây thì mình nấu nhiều thì nó sẽ bị ngã màu nè, còn cái chất men của nó rất là đẹp và nó còn nguyên hơn, nó không bị chóc, của dòng Sofia Vita, hàng chống dính ạ, nấu được bếp từ ạ. Cái này 400, đường kính 28, sâu lòng 6, nặng 950g. S32 207, hàng chống dính, có vậy có tróc nè anh chị, này của Mỹ ạ, hàng không nói được bếp từ, của Major Quality Design USA của Mỹ, đường kính là 29,5, sâu lòng 6,5, nặng 750g. S23 450, cái này bắt tay cầm trong này anh chị ạ, 450, này của Widowaro, cái hàng này rất là nặng luôn anh chị ạ, không nấu được bếp từ ạ, rất là nặng, men của nó cũng ok, men cứng chắc, nặng 1150g, đường kính là 26,5, sâu lòng 5 xăng. S34 308, nặng 1050g, đường kính 26,5, sâu lòng 5 xăng, này có hơi vài vết xước ha, vết xước cái kia này kiểu men giống như men đá anh chị, rất là cứng, chảo rất là chắc ha, chảo này thì nó hơi xấu hơn chảo kia một chút, tay cầm chắc chắn. F35 308, này nặng 1050g, đường kính 27,5, sâu lòng 5 xăng, cái này có vài vết xước, này là chảo đất nha anh chị, vài vết xước, đây vết xước nè, vết xước bên vành thì mình không tính, của đất Zivulin ạ, hàng của đất Zivulin, nấu được bếp từ ạ.
56 300g 300.000 ạ. Này cũng có vài với sốt nhẹ. Men này thì nó chắc chắn rồi, của Viva Rice. Nặng 800g. Đường kính 27 sau lòng 6 xăng. Cái này cái tay cầm nó liền ra thế này nha anh chị. Hàng này nấu được bếp từ ạ. Rồi, sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị đã quan tâm và theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.